Ok, mình làm ăn kinh tế mình đâu cần quan tâm chính trị làm chi, phải không? Đâu có cần đâu. Thế là bắt đầu đó chửi Trung Quốc cho lắm vô. Bây giờ Trung Quốc nó không mua đồ là coi như là ế rồi, gán chịu ai biểu chửi Trung Quốc nhiều vô. Đó là cái luận điệu của trẻ trâu đó, thấy không? Nó mà không mua một cái là dưa hấu chất một đống, nó mà không mua một cái là thanh long chất một đống, nó mà không mua một cái là trái vải dục thùng rác luôn, nó mà không mua một cái là cam coi như là mẹ lót đường luôn, đổ xuống sông. Nó mà không mua một cái là chuối coi như là về nhà chọi cho khỉ luôn. Thấy không? Cái đó là cái lý thuyết của trẻ trâu. Cái vấn đề á là bên phía Việt Nam nói Việt Nam phải tự lực, tự chủ, tự cường. À, từ trong chiến tranh chúng ta vươn lên, từ hai bàn tay trắng đến bây giờ cơ ngơi chúng ta được như thế này. Nhưng mà bây giờ lòi ra đâu phải mày hai bàn tay trắng đâu. Ủa mà bây giờ lòi ra trong chiến tranh Việt Nam, Trung Cộng giúp. Nói cái giọng vô ơn cũng từ hai bàn tay trắng ra, mẹ Trung Cộng nó đập cho năm 79, Đặng Tiểu Bình nó đập. Đúng không? Đâu phải hai bàn tay trắng đâu, nguyên cả một cái khối xã hội chủ nghĩa, cả một cái khối Liên Xô giúp đỡ súng AK, súng phòng không, mẹ máy bay MiG-21 của Liên Xô, không có Liên Xô đưa máy bay lấy gì bay, Hà Nội đâu chế được máy bay đâu má. Vì tự lực tự cũ hay nào không có, lệ thuộc rất là nhiều. Hồ Chí Minh, Mao Trạch Tùng, anh ở bên đó em nhìn bên đây, hai tổ quốc chung một tiếng gà, đúng không? Rồi bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là Việt Nam. Đại khái là vậy. Đó là thơ Tố Hữu. Quý vị thấy ở vậy, chung hai ý thức hệ, tình hữu nghị của Bác Hồ với Bác Mao. Chúng ta chung ý thức hệ. Đây, bạn đánh giá cao hai bên hợp tác hữu nghị với nhau, thúc đẩy quan hệ đa chiều, đa phương, song phương, ký nhiều hiệp ước. Cái xong đến tiếp tục cái đồng chí Nguyễn Phú Trọng gặp đồng chí Tập Cận Bình tại đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Hai bên nói với nhau những điều hai bên cùng quan tâm, trong vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, giữa hai đảng, không để cho cái thế lực khác chia rẽ tình đoàn kết giữa hai đảng, giữa hai nước. Trong dịp này hai đồng chí ký với nhau 17 cái văn kiện. Việt Nam quyết định ủng hộ chính sách nông nghiệp của Trung Quốc, Việt Nam ủng hộ chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc, sẽ cử đoàn cán bộ sang giao lưu hợp tác với nước bạn, tăng cường về nông nghiệp, về xuất khẩu hàng hóa. Cái vậy xong cái về cái sắp tới cái và đón phái đoàn của chủ tịch nước sang thăm đồng chí Tập Cận Bình, qua thăm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tiếp đồng chí Tập Cận Bình tại phủ chủ tịch. Hai bên thúc đẩy với nhau, hiểu không? Quan hệ với nhau song phương và đa phương, tiến tới những cái hiệp ước. Cứ lần nào cũng qua cũng thúc đẩy con người. Mẹ không làm. Bây giờ bắt đầu dính cái chấu, mà dính cái nặng nhất là Việt Nam mình là quốc gia nông nghiệp, mang tàu nó nắm cái thớt đó rồi. Bây giờ mới nói.